Xin chào, tôi là Hoa. Tôi có con trai đã học 4 năm trung học tại Riverstone International School. Gia đình chọn trường vì trường có chương trình IB ở cả 3 cấp học và con sẽ được cấp bằng tú tài quốc tế khi tốt nghiệp. Đây sẽ là lợi thế của con khi nộp hồ sơ vào trường đại học vì bằng có giá trị toàn cầu. Với chương trình IB, con có khả năng tự nghiên cứu, tự giải quyết vấn đề và độc lập trong việc ra quyết định. Tại Riverstone International School, các con được thầy cô hỗ trợ trong việc chọn ngành học và chuẩn bị hồ sơ vào các trường đại học xếp hạng cao mà các con đã chọn. Thầy cô giúp con làm bài luận, viết nhận xét về con để gửi cho các trường đại học. Được sự hỗ trợ của các giáo viên tại Riverstone International School, con tôi đã đậu vào trường top 10 của nước Mỹ ngành học của con. Với chương trình giáo dục của Riverstone International School và sự chăm sóc của các giáo viên, con tôi đã có khoảng thời gian trung học đáng nhớ. Cháu có được sự tự lập, trưởng thành và vững vàng đối mặt với những thử thách của chặng đường đại học. Gia đình chúng tôi xem việc lựa chọn Riverstone International School khi cho cháu học trung học tại Mỹ là một quyết định sáng suốt, giúp con có một bước ngoặt đáng nhớ trong quá trình học của con. Xin chân thành cảm ơn.